Nhi xin chào các bạn, ngày mới vui vẻ. Hôm nay Nhi sẽ cắt cái chiếc áo bà ba này nha. Đó, Nhi đã kinh clip trước, Nhi đã đăng lên rồi là hướng cách vẽ rồi. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn sẽ cách cắt nha. Đây là sơ đồ. Đó, sơ đồ thân trước và tay áo và thân sau của chiếc áo bà ba này đây. Đó, bây giờ Nhi sẽ bắt đầu, Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt chân giải nha các bạn. Đó, Nhi sẽ quay cận xuống cho các bạn dễ thấy nha. Cái này là thân trước. Ở đây là thân sau. Đó. Còn kế bên đây là cái tay. Đó. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành, Nhi sẽ cắt chân giải bằng nhau nha. Đó. Rồi các bạn sẽ dùng tay các bạn vuốt giải cái thẳng cho em và cái đường ngang của cái la giải cũng vậy luôn. Bằng nhau. Đó. Khi bằng nhau rồi thì các bạn sẽ lấy cái gạch của thân trước. Đây là cái gạch của thân trước. Cái gạch thân trước các bạn nhập vô và cái sóng của đường biên giải và cái sóng của cái gạch nha. Đó, bằng nhau. Rồi, khi cái sóng bằng nhau vậy rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bạn lấy cái cục phấn hoặc cái gì đó các bạn dàn lên cho im cái cặp rồi các bạn sẽ tiến hành cắt nha. Đây Nhi sẽ bắt đầu Nhi cắt đây. Đó, cắt vòng theo cái cặp. Cắt vòng qua cái nắp. Cái nắp xong rồi thì Nhi sẽ cắt nha. Giải này thì bên đây mình cắt thân trước rồi nè. Rồi đây khúc bên đây dễ dư nè thì mình sẽ cắt cái tay. Cái tay thì giải là nhập đôi nè. Đó, thì nhập đôi thì cái gạch mình cũng nhập đôi luôn nha. Thay vì cái gạch có các bạn cắt qua dòng chảy ra vậy đúng không? Nhưng mà thôi với cái này nhập đôi giải rồi thì cái này mình nhập đôi gạch lại luôn. Đó, cái sóng giải và cái sóng gạch. Đây, cái sóng giải và sóng gạch bằng nhau. Rồi các bạn lấy sụt phấn dằn ngang cho nó im nha. Dằn ngang im xong rồi thì các bạn sẽ dùng kéo cắt vòng từ cái tay. Vòng qua. Cái nắp. Cái nắp thì từ cái nắp thì vòng qua bên cái sườn tay đó. Như lấy đặt qua cho cái nhà xem. Đây, như đã cắt xong cái tay áo. Còn bên đây là thân trước. Bên đây là tay áo. Đó, thân trước. Bên đây là tay áo. Còn cái khúc giữa này đó, thì các bạn sẽ dùng thước gạch thẳng xuống nha. Dùng thước và phấn gạch thẳng xuống và gạch ngang qua. Thì các bạn sẽ lấy từ cái mí gạch thẳng này qua đây là 4 xăng. Bên đây cũng 4 xăng nha. Dài dài của cái nẹp là 29 nha. Đó, bạn chị không? Bạn các bạn cắt tiếp cái nẹp nhỏ hơi trong của cái áo bà ba nè, nẹp nhỏ đằng trước nè, nè các bạn thấy không? Đó, nẹp nhỏ mình đâm nút á nha. Khi mà gạt xong rồi thì các bạn sẽ dùng kéo cắt cái nẹp nhỏ này luôn nha. Đây bây giờ Nhi sẽ cắt tiếp thân sau này cả nhà. Nhi đã trải giải thẳng em rồi. Thì bây giờ Nhi sẽ lấy cái gạch thân sau Nhi cũng ịnh lên giống như thân trước vậy đó. Ịnh lên. Đó. Và cái sóng giải và cái sóng gạch hai cái bằng nhau nha. Bằng nhau xong rồi thì các bạn sẽ dùng phấn, các bạn sẽ để im và các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt vòng nha. Cắt vòng từ cổ, cổ qua nách, nách qua sườn, sườn qua cho các bạn xem nha. Đây là thân sau nè. Đó, bây giờ Nghi đã cắt xong rồi thì giờ Nghi sẽ chỉ các bạn lấy cái dấu của cái bên này nha. Đó, thì các bạn sẽ đặt bằng phẳng im hết tất cả rồi thì các bạn sẽ dịnh từ cái lai cái sườn bằng nhau thì các bạn sẽ dịnh ngay cái đầu bên này, các bạn sẽ sang dấu qua cái giải nha. Đó, dùng cục phấn sang dấu qua và trên ngực cũng vậy, trên ngực cũng dịnh ngay qua là sang dấu qua nha cả nhà. Đó, khi sang dấu qua rồi thì Nhi sẽ tiếp tục, Nhi sẽ cắt cái tay nha. Cái này là cái thân sau Nhi đã cắt xong, bây giờ Nhi sẽ cắt thêm cái tay nữa. Đây, bây giờ Nhi sẽ xếp giải nha, Nhi sẽ cắt thêm cái tay nữa. Đó, trải giải thẳng im bằng. Đó, không cho xéo canh nha cả nhà. Rồi, Nhi sẽ lấy thêm một cái tay. Cái đặt tay hồi nãy nè. Đó, Nhi cũng nhập đôi lại luôn. Nhi cắt thêm một cái tay nữa. Nãy mình cắt mới có một cái tay thôi. Cũng lấy phấn dằn luôn. Bằng nhau. Cắt từ cái cổ qua cái nách tay. Đây, sau khi Nhi đã cắt hai cái tay xong rồi, bây giờ là sẽ Nhi sẽ cắt giảm bên cái tay thân trước nha cả nhà. Đó, giờ bề phải đi, bề phải của cái tay Nhi sẽ ụp lại nha. Sau khi ụp lại rồi thì các bạn sẽ lấy cái gập. Cái gập Nhi có ghi à, này các bạn nhìn nè. Cái gạch này nó có một cái bên nè, rồi thân trước là nó ngắn hơn, thân sau nó dài hơn.
nha. Thì các bạn sẽ chải cái gập này ra nha, tại vì cái tay Nhi đã chải ra luôn thì cái gập này cũng chải ra luôn nha. Chải ra luôn thì cái bên đây là nó hơi xéo một chút nè, đó, ở đây nó hơi xéo một xíu nè, là mình sẽ cắt bên đây nha. Đây là của tháng trước, Nhi có ghi cái gập, nhưng gập Nhi có ghi tháng trước đó. Thì các bạn cắt, khi các bạn đã cắt rồi thì các bạn sẽ nhớ là làm dấu cho biết là bên tháng trước nha các nhà. Là sao khi Nhi đã cắt xong rồi đây nha các nhà ơi. Đó, bây giờ Nhi sẽ quay chi tiết lại chút xíu nữa cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ đón xem clip sau, Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà cách may nha. Đó, đây, cái này là thân trước. Thân trước có miếng nạch nhỏ. Đó, Nhi cũng sang dấu quá cả nhà thấy không. Nè, Nhi có sang dấu nè. Đó, sang dấu để mình chiếc ben đó. Bên đây thân sau cũng vậy luôn nè. Đó, còn bên đây là cái tay. Ở trên kia là gập nha. Chi tiết, đó là gập. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ xem và ủng hộ.